nhà nha. Cả nhà, hôm nay là lần thứ 3 mình tới nhà của chị Bích á. Thì mình tới đây để báo cho chị Bích thêm một tin vui nữa. À, không biết chị Bích sẽ như thế nào nha, chắc là cảm động lắm. Bây giờ mình mời cả nhà vô nhà của chị Bích với mình nha. Thì hôm nay thì tất nhiên là phải có mặt của ông Bảy rồi. Ông Bảy chào cả nhà. Dạ, dạ chú Táo hôm qua. Dạ, đây là có mặt của ông Năm. Dạ, ông Năm là bên từ thiện. Dạ, chào chị Bích. Chị chào bé nha. Đang có đi học không? Không hả? Đang có đi học hả? Chị mới gặp hôm qua đây, hôm nay gặp nữa. Dạ, thì hôm nay cũng có cái tin vui anh đây báo với chị. Dạ, chắc là trong lòng hồi hộp lắm hả chị? Dạ. Rồi cái nhà của mình rồi sao rồi chị? Nó cũng mưa đổ tạt, mưa đổ tạt chứ lắm hả chị? Tạt rồi cho nó gây cối gì cũng một cũng điệu hết trơn. Dạ, cũng vẫn y như vậy à. Nhưng mà thì không sao đâu, cố gắng lên chị. Tại vì sắp sửa là có thể là sửa sang lại cái nhà cho chị rồi. Dạ, rồi ông Bảy ơi. À. Nếu như mà mình đã đủ cái số tiền rồi đó, thì chừng nào mình phải công mình dỡ nhà ông Bảy? Cái ở nhà này thì bước gầm. Bữa gầm là dự định bữa gầm dở cho nó tốt ngày. Bữa nay mùng 1 rồi. Là ngày âm lịch, là ngày mình đúng không chú? Ngày 1 là ngày âm lịch đó. Mùng 1 ngày âm lịch. Bữa gầm cũng ngày âm lịch. Dạ. Thì định cái ngày cho dở con được chút. Dạ. Rồi bắt đầu là tiến hành là định ngày khởi công. Thì dở trước phải coi sắp xếp cái đền như thế nào rồi cái định ngày luôn. Dạ. Khởi công xây luôn. Dạ. Tiếp tục đây là ông tổ đứng xây. Đây là chú Tám đứng đây xây á. Cái này xây khoảng bao lâu xong chú Tám? Xây chắc rồi cũng 2-3 ngày gì. Dạ. 3 ngày, 4 ngày gì đó. Rồi khoảng bao nhiêu người làm chú Bảy? 4-5 người xây. Cái người thì không nói được. Bây giờ như thí dụ mà mình ngưỡng nó được nhiều thì nó đỡ. Chắc làm thì mượn ngưỡng anh em thì chắc cũng 5-3 người, 5-7 người chứ không có nhiều. Chứ mà bây giờ mình định bao nhiêu người thì không có. Ở đó mình mượn bị mình cái này là mượn không à. Cái này mượn không cũng chưa có biết là được bao nhiêu người hả chứ. Mình nhiều tới bữa đó luôn. Dạ. Bị mượn không à. Thì mình dở xong là bắt đầu là xây liền đó. Thì cái nền là lên là bao nhiêu ạ? Lên ta 8 tấc đi. Lên là 8 tấc ha. Rồi bề ngang với lại bề dài. Ngang cái 4 mét. Dài 8 mét với cầu cái 2 mét đó đi. Là nhà tắm nhà cầu luôn ha. Rồi mình cắt ở đó hay là mình sao? Cắt nói rồi sao? Nói rồi sao? Bao nhiêu nhà tắm nhà cầu nguyên cái nhà luôn là 10 mét chiều dài, bề ngang là tờ là 4 mét. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ là nếu mà mình dỡ cái nhà rồi mấy cái vật dụng của mình có tái sử dụng lại được không? Mình làm tỏ hết. Cái này chắc không được rồi, bởi vì nó sù xì ăn trơn rồi. Dạ. Trơn rồi, nó trơn rồi. Cái cây này thì nó mục hết trơn rồi, không xài. Không biết leo được không nữa nè. Dạ. Có. Để được đánh dây kéo à. Sao con thấy cảm tử quá. Chứ cái nhà này giờ trèo lên nó bó té mạnh lắm á. Nó gãy rồi đâu còn, nó leo. Dạ. Nó có trầm khổ lắm. Dạ, vậy là toàn bộ là mình không có sử dụng lại được. Không rồi, không được gì chân rồi. Dạ. Vàng toàn bộ là ba cái cây này bỏ hết trơn. Dạ. Cây bỏ hết rồi. Con nghĩ chắc bỏ làm củi chứ không sử dụng lại được. Củi biết có trái không à. Bữa nó cũng chơi. Sao mà trời quá vậy ông Bảy? Tại vậy. Nó búng. Nó búng luôn rồi đó. Nữa ấy thì móc cắt cái nhà bếp lại mà nước cắt được không. Nấu che ra hai tiếng được rồi, một cà gà được rồi. Nói dở căn nhà này ra đi mà tận dụng cái cây nào còn xài được mình lấy. Dạ, thì chị Bích ơi, thì hôm nay là em tới đây để mà báo tin vui cho chị là cái chú mà ở bên Mỹ nhưng mà chú là chú người qua thì chú xin phép được giấu tên. Hôm qua em có tới đây để mà trao tiền cho chị đó. Thì chú hôm qua chú gửi là cho chị để sửa cái nhà là 8,5 triệu. Rồi chú giúp cho chị luôn để mà sửa sang để mà có thể mà ở nhà cho nó ấm cúng, đừng có sợ mỗi khi mà trời mưa giông đó. Thì chú gửi thêm cho chị là 1,000 đô. Thì 1,000 đô này tương đương tiền Việt là 23,200,000. Dạ, thì em cộng lại bộ số tiền của chú luôn là 8,5 triệu trước.
và 23.200.000 là con số chính xác là 31.700.000 là tiền của chú giúp giúp cho chị sửa nhà, là xây luôn cái nhà tắm nhà cầu đó. Cảm ơn Hùng Vân với cảm ơn cái anh mà gửi tiền cho tôi cắt được cái nhà, tôi cũng cảm ơn, tôi cũng mừng dữ lắm. Tôi không biết lại nói gì được. Nói nhiêu được rồi. Không phải có ông nào cho ông nói được. Chưa tóc. Dạ. Thì thôi em cũng đang gì này cả con. Dạ. Em cũng thay mặt chị gửi lời cảm ơn đến chú một lần nữa. Dạ, chúc cho chú có rất là thiệt là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thì thôi bây giờ mình cũng vô tay. Dạ. Rồi con cảm ơn. Dạ. Rồi giờ mình đủ cái số tiền để mà sửa lại cái nhà rồi. Em nghĩ là chắc là cái cảm xúc của chị rất là mừng. Dạ, mừng không nói nên lời luôn. Rồi. Chắc cho nhà của mình cũng là dạ. Cháu. Cháu ơi. Cháu cảm ơn đi chú Hạnh Hùng Vương đi. Cảm ơn đi. Cảm ơn chú. Nhà làm dự kiến 23 năm rồi mà không được. Ừ. 23 năm nay rồi. Xin 23 năm mà. 23 năm là không được luôn. Bỏ đó là tôi cắt rồi đó. Ông chỉnh chút xíu rồi cắt rồi đó. Bây giờ chân chịch khó, nó chân chịch từ nọ từ bạc nó không có rồi luôn 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 hết trơn. Vậy là khi nào mà dỡ nhà đó thì chú Bảy cho con hay. Ờ, chú nào dỡ nhà cho hay. Bữa rằm đó. Bữa rằm mình đó ha. Dạ. Bữa nay mấy mùng 1 hả? Làm sao chứ hả? Thôi đi bữa rằm đi, định ngày rồi không có nói tới nó luôn được. Làm sao chứ hả? Tại cái dỡ dỡ làm để đi. Không dỡ. Dỡ cho có hay gì đó. Không, ngày nào cũng được, nhưng mà chú cho con hay trước ngày đó lận con quay cho Mạnh Thường Quân xem á, người ta rồi rồi. Dạ, cho vậy họ đi. Vui. Có gì thì điện cho con rồi, đi rồi. Dạ. Rồi vậy là chị vui nha. Dạ. Rồi vậy là chị cố gắng giữ gìn sức khỏe nha chị. Dạ, rồi con cũng cảm ơn ông Bảy, ông Nam với lại chú Tám rất là nhiều nha. Đã chung tay sửa cái nhà cho chị Bích. Dạ. Dạ, rồi thì thôi cả nhà ơi, mình xin phép mấy ông với lại chú với lại chị mình về. Và mình cũng cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi video của mình nha. Mình xin chào cả nhà và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.